Thân kính chào quý khán thính giả, tôi là Đỗ Thái Nhiên, chương trình bình luận thời sự của đài VNA TV. Chương trình này được phát hình trực tiếp trên Facebook, YouTube vào ngày thứ bảy hàng tuần lúc à, 8 giờ tối. Sau đó chương trình được chiếu lại trên VNA TV à, tại Orange County à, 57.3, tại San Jose 16.10 ngày thứ hai lúc 10 giờ 30 sáng. Kính mời quý khán thính giả đón theo dõi. À, kính thưa quý khán thính giả, bình luận thời sự số 1 có tựa đề à, trung cộng đối thoại xói lan với âu châu và với à, hoa kỳ à, kính thưa quý khán thính giả à, tin tức à, trong à, ban giao giữa à, âu châu và à, trung quốc à, cho thấy rằng à, càng ngày à, trung quốc à, càng à, phớt lờ những cái nghi lễ ngoại giao có tính cách uh, truyền thống uh, trên uh, khắp thế giới. Uh, tin từ uh, Paris uh, cho biết là ông uh, Lư Sa Giả, uh, đại sứ uh, trung cộng tại uh, tại Pháp, tại Paris đã gây sóng gió ngoại giao giữa Paris và Bắc Kinh. Uh, tin tức cho biết tiếp uh, do những uh, tru tréo quá nhiều những chiến binh sói Trung Quốc rốt cuộc đã khiến cho Paris tức giận bởi vì những cái thái độ vô lễ của Trung Quốc trên trường ngoại giao nó đụng chạm tới những lĩnh vực nhạy cảm về ngoại giao của Pháp. Những lời thoá mạ có thể nói là chửi rủa của đại sứ Trung Quốc tại Pháp đã nhằm vào một cái khuôn mặt tiêu biểu cho thế hệ ngoại giao mới của Trung Quốc đặc biệt hung hăng và đặc biệt hỗn láo à, như ông đại sứ Trung cộng tại Pháp đã dùng những chữ tiểu tốt lưu manh vặt linh cẩu điên gây rối vĩ thức hệ để xỉ vã à, ông an toàn đa rồi một nhà nghiên cứu Pháp rất có uy tín thuộc quỹ nghiên cứu chiến lược FAS một trong những chuyên gia thông thạo về Trung Quốc à, hôm uh, 22 tháng 3 ông uh, Lư tức là ông đại sứ uh, Trung cộng tại Pháp um, khi bị uh, bộ ngoại giao Pháp uh, um, triệu hồi uh, đã ra trả lời đã lấy cớ uh, không thu xếp được lịch uh, làm việc uh, để không đến theo lời mời đại sứ quán Trung Quốc. Uh, nổ trên Twitter, chữ nổ ở trong hoạt kép. À, ngày mai, ông ấy sẽ đến để có những động thái với phía Pháp. Ông ấy tức là ông đại sứ trung cộng tại Pháp. Á. Ông Ngày mai, ông đại sứ trung cộng tại Pháp sẽ đến Bộ Ngoại giao để có những động thái với phía Pháp về việc Liên hiệp châu Âu, trừng phạt và các vấn đề liên quan tới Đài Loan. Bên phía ông quốc vụ phanh của châu Âu là ông Clément, Bôn đã không giấu được sự tức giận. Ông Bôn tuyên bố cả Pháp lẫn châu Âu không phải là tấm thảm trùi chân khi đã là đại sứ và bị triệu tập thì phải đến bộ Người giao trình diện. Theo tờ Lezico thì ghi nhận rằng trong khi ông Lư Sa Sa giả tức là ông đại sứ trung cộng tại Pháp câu giờ không đến trình diện tại Bộ Ngoại giao theo lời triệu tập thì chỉ vài tiếng đồng hồ sau bên phía âu châu đã loan báo sự trừng phạt đại sứ euro tại bắc kinh ông nicolas Sapu lại bị bộ ngoại giao trung quốc triệu mời vào lúc nửa đêm để phản đối mặt khác bên phía âu châu ngoài đại ngoài pháp thì các đại sứ trung quốc tại Mỹ, đức hà lan đều bị triệu tập để phản đối thái độ ngôn ngữ ngoại giao vô lễ của của Trung Quốc kính thưa quý khán thính giả tất cả những diễn biến vừa kể cho thấy rằng là càng ngày Trung cộng càng thi hành một chính sách ngoại giao mà người ta gọi là sói lan sói lan tức là ngoại giao hỗn láo ngoại giao lúc nào cũng dùng ngôn ngữ thô tục đi kèm với những hành động đe dọa sử dụng bạo lực để giải quyết các tranh chấp trên bàn giao quốc tế. Nhật báo Kinh tế Pháp Rezeko ghi nhận Bắc Kinh đã tránh trừng phạt các nhân viên tiến trăm trong giới kinh doanh nhưng trong bối cảnh tồi tệ hiện nay thỏa thuận đầu tư châu Âu và Trung Quốc mà Bắc Kinh đã thúc giục ký kết vào cuối năm ngoái À, chắc chắn à, sẽ gặp trở ngại cũng à, à, đi kèm với Lesico là tờ Le Figaro à, cho rằng những thứ ngôn ngữ cực đoan của Bắc Kinh à, không thể che giấu được sự lo âu của một à, đảng độc tài luôn bị ám ảnh bởi sự sụp đổ của Liên Xô và nỗi sợ bị à, vây hãm à, à, tập hoàng đế tức là tập Quần bình đó đã, đã bám chặt vào Trung Hoa Mộng để tìm cách tấn công Tây Phương trước khi Trung Hoa bị lão hóa dân số, tăng trưởng chậm lại, ngập trong nợ nần với nguy cơ làm dấy lên những điểm nóng trong cuộc chiến tranh lạnh mới từ Đài Loan đến Hy Mã Lạp Sơn và Biển Đông. Cái kết luận của báo giới Âu Châu về thái độ hung hãn của Trung Cộng chẳng qua chỉ là cái vẻ bề ngoài để che đậy những khó khăn mà À, Trung Quốc à, đang phải đương đầu trong nội bộ của Trung Quốc cũng như là trong à, bàn giao quốc tế à, Kính thưa quý khán giả à, song song với à, thái độ sói lan của à, Trung Cộng à, trong bàn giao à, quốc tế với à, Âu Châu thì à, bên phía Trung Cộng cũng à, không ngần ngại đưa ra những thái độ à, xói lan à, đối với à, Hoa Kỳ à, trong một à, Uh, biến cố uh, mới đây nhất tức là trong cái phiên họp uh, ngày uh, 19 uh, 18 và 19 với Mỹ tại tại Alaska uh, trong uh, phiên họp này thì bên uh, uh, phía đại diện của uh, Trung Cộng uh, đã không ngần ngại dùng những chữ nghĩa mạnh mẽ và khiếm lễ đối với Hoa Kỳ trước bầu không khí căng thẳng khi hai phái đoàn Mỹ và Trung Quốc chỉ trích và báo cáo và cáo buộc lẫn nhau tại đối thoại 2 cộng 2 tại Alaska như những gì mà giới truyền thông đã được chứng kiến. Tờ Bloomberg của Mỹ cho rằng với thái độ gay gắt của Trung Quốc, sự khiêm tốn của phái đoàn Nhà Trắng đã chứng tỏ sự vĩ đại của nước Mỹ. Tin tức cho biết khi bị nhắc đến vấn đề nhân quyền ở Tân Cương hay Hồng Kông, ủy viên bộ chính trị kiêm chủ nhiệm văn phòng ủy ban đối ngoại trung ương của đảng cộng sản trung quốc dương khiết trì đã tức giận nói rằng nhiều người mỹ thực sự không mấy tin tưởng vào nền dân chủ mỹ và họ có nhiều quan điểm khác nhau về chính phủ mỹ còn tại trung quốc theo những thăm dò dư luận các nhà lãnh đạo của trung quốc được sự ủng hộ rộng rãi của người dân trung quốc vừa rồi là trích dẫn nguyên văn À, lời à, chỉ trích Hoa Kỳ của ông à, Dương Khích Trì nhân viên à, phụ trách ngoại giao số 1 của đảng Cộng sản à, Trung Quốc ông Dương Khích Trì à, một mặt thì cho rằng à, trong nội bộ gọi là dân chủ của, của xã hội Hoa Kỳ Hoa Kỳ à, gặp rất nhiều vấn đề chưa giải quyết được trong khi đó thì Dương Khích Trì nhấn mạnh rằng à, chính phủ Cộng sản Trung Quốc của Dương Khích Trì của ông Tập Cận Bình được sự ủng hộ rộng rãi của người dân Trung Quốc Kính thưa quý khán giả À, như à, chúng ta biết à, dưới chế độ cộng sản, chế độ cộng sản Việt Nam cũng như chế độ cộng sản tàu, à, những khi bầu cử, những khi thăm dò à, ý danh, tất cả đều à, đều là những vở kịch à, giả dối à, một cách vụng à, về, sự thực ra dưới chế độ cộng sản, không người dân không được tự do phát biểu ý kiến, người dân không được tự do à, chọn người đại diện theo ý của mình, à, người dân Việt Nam cũng như người dân Trung Quốc bao giờ cũng phải bầu quốc hội, phải bầu cơ quan à, danh cử theo kiểu à, đảng chỉ định và danh bầu. Nếu người nào không tuân giữ cái à, luật tắc đảng chỉ danh bầu, đảng cử danh bầu, thì những người đó chắc chắn à, phải vào tù. Vì vậy, điều mà ông Dương Khích Trì bảo rằng người dân Trung Quốc ủng hộ hoàn toàn Đảng Cộng sản Trung Quốc, à, đây à, là một điều hoàn toàn à, không có trong sự thật, bởi vì cái gọi là người dân ủng hộ rộng đại đảng cộng sản trung quốc chỉ là người dân hoặc là bị đe dọa bởi gông cùm bởi nhà tù hoặc là đã bị nhồi sọ trong khi về trong khi đó về phía hoa kỳ thì người dân hoa kỳ như chúng ta đã biết giáo dục hoa kỳ văn hóa hoa kỳ giáo dục đường phố hoa kỳ hoàn toàn không có ý và không được phép nhồi sọ người dân trước những lời chỉ trích của Uh, chỉ trích một cách uh, uh, vô lễ và uh, vô căn cứ của ông Dương Khích Trì phía Trung Quốc thì bên uh, phía Ngoại trưởng uh, Hoa Kỳ là ông Blinken uh, đã um, đã gây một dấu ấn về khả năng lãnh đạo và đó là nhiệm vụ không ngừng tạo nên một liên minh hoàn hảo. Ông uh, Ngoại trưởng Blinken uh, của Hoa Kỳ uh, nói với phái đoàn Trung Quốc rằng Nguyên Văn, chúng tôi thừa nhận chúng tôi không hoàn hảo, uh, chúng tôi mắc sai lầm, nhưng những gì người Mỹ đã làm trong suốt lịch sử của mình là đối mặt với thách thức một cách công khai, minh bạch, không cố gắng phớt lờ chúng, không cố gắng giả vờ như chúng không tồn tại và đôi khi nó đau đớn, xấu xí, nhưng mỗi lần như vậy đất nước chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn, tốt đẹp hơn. Uh, Bloomberg nhận định phát biểu của ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Lincoln chứng tỏ sự vĩ đại của nước Mỹ được định nghĩa không phải bởi sức mạnh đơn thuần mà bởi sự khiêm tốn, sự quyết tâm đối mặt với tội lỗi trong quá khứ, cố gắng trở nên hoàn hảo hơn. kính thưa quý khán thính giả, vừa rồi trích nguyên văn câu nói của ngoại trưởng Hoa Kỳ trong buổi thương thảo ở Alaska à, cho thấy rằng cái, cái 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 ưu điểm cái ưu việt à, tuyệt đối của Hoa Kỳ là Hoa Kỳ nhìn nhận à, đôi khi xã hội phải có sai lầm dĩ nhiên không có xã hội nào không có sai lầm nhưng mà với Hoa Kỳ Hoa Kỳ khi gặp sai lầm nhìn nhận sai lầm công khai à, phân tách à, mổ xẻ những sai lầm và tiến hành những cái thủ tục à, thích nghi à, nhằm những sai lầm tương tự sẽ không xảy ra tương lai. Đó là đặc điểm uh, vô cùng quý giá của nền dân chủ Hoa Kỳ. Không có một chế độ nào, kể cả chế độ dân chủ không sai lầm. Nhưng chế độ dân chủ Hoa Kỳ ưu việt bởi vì sai lầm, nhìn nhận sai lầm, công khai, minh bạch và quyết tâm sửa chữa sai lầm. Kính thưa quý khán thính giả, à, đề tài bình luận thời sự um, tới đây là chấm dứt. Xin uh, quý khán thính giả uh, đừng có rời máy chúng tôi sẽ trở lại với quý khán thính giả sau vài phút quảng cáo